đội Thác Công Lipa, nước phân thể của nước bạn lên của mày. Ok, rất vui lại gặp được anh em qua cái màn ảnh nhỏ của kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem một cái video nhiếp thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải Nghiệm của mình. Hôm nay thì làm cái con game EGA Uplogen Kia quá nhiều rồi anh em. Nó hơi bị nhạt chút xíu và hôm nay mình quay lại một cái con game có tên là LOK2, mình hay gọi là cái con game Lock 2. Và ngay ở cụm máy chủ là New Gold Bar Legend Up Kingdom server thằng ma. Thì nói về một cái con game Lock 2 á, thì nó có quá nhiều chuyện để nói, nó có quá nhiều chuyện để các anh em tìm hiểu, để khai thác. Hiện tại á, thì có một số anh em mới vào, gia nhập vào, những anh em cũ thì không nói chi đi, những anh em mới vào thì kêu mình làm bên cái hệ socket. Thì sẵn đây giới thiệu thì bên mình có bán tất cả những cái item, những cái phụ kiện cho anh em chơi. Như ví dụ là các anh em muốn nâng cấp đồ, hay là muốn mua set đồ, muốn mua vũ khí, muốn mua win, nói chung là mua tất cả những mặt hàng ở trong con game là Lock 2 server thằng ma, thì các anh em có thể là liên hệ qua bên mình. Bên mình có hỗ trợ cho anh em, có bán cho anh em và có nâng cấp cái bon whip cho anh em luôn. Nói chung là tất cả những cái gì liên quan tới cái con game Lock 2 server thằng ma thì mình đều có làm hết. Quan trọng là các anh em gớt lúa đầu tư và ủng hộ bên mình. Ở hôm nay vào trong đây theo yêu cầu của anh em mới tập tành là hướng dẫn khảm socket, thì mình hôm nay là mình sẽ có một cái phôi khảm socket và mình gỡ ra rồi mình khảm vô cho anh em luôn. Thì nói về socket thì bên mình vẫn có bán nha, từ socket level 3, level 4, level 5, level 6, level 7, level 8 luôn. Và nếu mà các anh em có lúa đầu tư thì em chơi hẳn level 10 bằng với top luôn. Mình có thể là gượt top, dí top, BK top té khối luôn nha. Sẵn đây thì mình xin giới thiệu anh em, hiện tại server này là đông nhất ngay thời điểm hiện tại và server hỗ trợ tốt nhất. Hỗ trợ là sao? Hỗ trợ anh em vào trong đây tạo cho mình một cái tài khoản, lập cho mình một con nhân vật alo ngay vào luôn với mình. Mình sẽ tặng anh em 50 mét gen. 50 mét gen là như gì đây? Hiện tại của mình có một tỏi mấy mét gen nè, thì tặng cho anh em 5 mét. Các anh em đi tự đi GG, đi GG còn gọi là reset đó, reset lên 5 lần. Các anh em BM vào trong Facebook, BM vào trong Zalo, hoặc là BM vào trong TikTok. Nói chung anh em biết mình qua cái nền tảng nào thì anh em có thể là liên hệ mình qua cái nền tảng đó, để bên mình hỗ trợ cho anh em. Hỗ trợ những gì anh em? Hỗ trợ cho anh em là một cái bộ đồ, một bộ đồ cấp 7, 2 ốp, 2 ốp người ta còn gọi là như gì đây? Ở đây là một ốp, ở đây là 2 ốp và hai cái dòng lúc. Hai dòng lúc này may mắn để đập sụt, và một cái dòng lúc tăng sát thương tối đa khi chúng ta mà mặc đủ 5 bộ này thì nó sẽ có tỷ lệ tăng thêm 5% sát thương. Thì ở đây là sẽ có một cái ốp socket cho anh em luôn nha. Nó không có cái viên socket nhưng mà nó sẽ có những cái dòng lỗ socket cho anh em. Các anh em có thể là về mua socket, thì mình đã có giới thiệu rồi, bên mình vẫn có bán socket cho anh em luôn. Cái đó là mới vô các anh em không cần phải làm gì hết, chỉ cần tải game về, lập tài khoản, lập nhân vật rồi bước chân vào trải nghiệm cái server thằng ma thôi. Còn chuyện đồ đạc đó bên mình lo hết, không ngừng lại là hỗ trợ cho anh em một cái set đồ 2 ốp cấp 7. Cấp 7 là cấp max cấp, ví dụ anh em chơi cái con DK thì bên mình sẽ tặng cho một cái cấp là quyền năng cấp cao nhất. Còn bên mình có bán một cái cấp cấp 9 nha. Cấp 9 thì đâu đó 350k, 5 lỗ socket lận anh em. Tặng cho anh em một cái vũ khí gồng 2 ốp luôn. Ví dụ là 2 ốp, cái này một ốp, 2 ốp đây. Vũ khí là như gì đây? Nó cũng có dòng lúc nè và có dòng 2 ốp, mà đặc biệt là vũ khí gồng nha. Kèm theo đó là một cái win bar cho anh em, một cái win bar như vậy. Hiện tại thì mình đang có một cái win reel này, hiện tại nó đang là rất là mắc nha anh em. Đâu đó là nó hơn 3 mét. Nếu mà khảm socket luôn á thì 3 mét mua không được đâu anh em. Thì sẵn đây mình giới thiệu review cho anh em luôn. Đặc biệt hơn là các anh em chỉ cần chạy cho mình 5 lần là các anh em sẽ được như gì đây. Các anh em lấy cái điểm top này trừ ra 10 lần, ví dụ là top đang ở chỉ số là 2710 thì sẽ tặng anh em là 2700, được chưa? Nếu mà được rồi xem tới đây hãy mạnh dạn cho mình một tim, một chia sẻ, một like, một đăng ký kênh rồi các kiểu nè. Có cho được cái gì thì cho, có cho là vui nghe anh em. Và túm lại là hỗ trợ cho anh em, nói cho nó suông nè, hỗ trợ cho anh em là mắc reset ngày thấp hơn top 10 lần, một bộ đồ 2 ốp cấp 7, công cụ đi farm là công cụ gồng, win là win 3, ok, không còn thiếu gì trên người, chỉ còn thiếu cái trải nghiệm của anh em thôi. Khi mới lập nhân vật thì các anh em chạy ngay lại đây làm cho mình cái nhiệm vụ 2 và nhiệm vụ 3. Ở đây có thêm một cái chữ là xóa tội và reset bon. Khi mà các anh em cộng vô cái điểm này, các anh em không ưng ý, không cho ra được cái lượng đam cho nó tối ưu thì các anh em có thể là tích vào công này,
mình bấm là reset bon, ở đây nó có là reset master rồi các kiểu nha. Mình sẽ giới thiệu những cái là cơ bản thôi, còn những cái mà chuyên sâu thì anh em có thể là liên hệ bên mình sẽ tư vấn cho nó cặn kẽ thêm. Nếu mà có liên hệ là sẽ có tư vấn nha anh em. Khi mà nhận bên mình 50 mét gen, anh em mua cho mình hai món. Cái món thứ nhất là mua cho mình cái con gấu panda là 10 mét gen. Con gấu panda này nó có chức năng và công cụ gì? Thì ở đây nó sẽ giúp cho anh em là tăng được cái lượng S 50% và có một cái chức năng rất là tuyệt vời, đó là lượm gen cho anh em. Và cái thứ hai, đây là một cái bùa whip cộng 2, nó sẽ tăng cái lượng S của anh em lên, nó chỉ bán có là 2 mét gen. Thì tổng cộng anh em sẽ tiêu phí là 12 mét gen. Và anh em có thể là tham khảo vô những cái NPC, như ví dụ con này nó sẽ bán đồ sum và đồ của cái con MG và NPC, tất cả NPC còn lại anh em thích cái con nhân vật nào, tạo một cái con nhân vật của mình thích rồi các anh em mua đồ, hoặc không nhất thiết là phải mua đầy đủ trên người. Ví dụ anh em chỉ mua cho mình một cái công cụ thôi là anh em đi farm 5 lần tay 5 lần rất là dễ, các anh em farm lên level là 120 là có thể là GG được. Và vào một cái vấn đề chính là mình sẽ khảm socket và sẽ gỡ socket nó sẽ như thế nào tại một cái con game là lớp 2 phiên bản cực kỳ hot ngay thời điểm hiện tại. Thì có nhiều lời rất là hay và có nhiều lời cũng không có được đẹp lắm, tại vì một số anh em là tâm huyết, còn một số anh em thì chơi nửa mùa, và một số anh em vào trải nghiệm game thì nói là cái này cái kia cái lọ cái chai. Thì đâu có ai mà làm dâu được anh em, tại vì làm dâu trăm họ mà, không có mợ thì chợ vẫn đông. Và hiện tại server bên em là server được coi là top 1 đông nhất ngay thời điểm hiện tại luôn. Vì sao? Vì mỗi đêm là mình like 20 giờ tới 21 giờ, trễ nhất là 21 giờ tới phia, like chừng nào mà nói chuyện khô mỏm rồi thôi, chứ không có thời gian nghỉ. Chừng nào mà khô mỏm anh em còn ủng hộ là còn like, còn anh em ít ủng hộ ngủ. Cái vấn đề quan trọng là mình sẽ qua bên map Eberlang. Eberlang thì mình sẽ lại NPC, mình khảm socket và mình gỡ socket nó sẽ như thế nào. Các anh em đi lại đây, NPC socket đây. Nó rất là dễ, tại vì ở đây nó có hai phiên bản, một cái phiên bản là tiếng Việt, một cái phiên bản là tiếng Anh. Thì các anh em chơi thì chỉnh là tiếng Việt cho mình cho nó dễ. Ở đây nó sẽ có hai cái nè. Ở trên là khảm socket thì chúng ta phải cần có là đồ đạc các kiểu, và ở dưới là cái chữ gỡ socket. Thì hiện tại mình sẽ gỡ socket cho anh em xem. Nếu mà gỡ socket thì nó sẽ yêu cầu những gì? Yêu cầu cho chúng ta nè, một cái viên đá là Guardian nè, và một cái viên đá Harmony, kèm theo đó là một chao. Thì chúng ta bỏ một cái vật phẩm vô nha. Như ví dụ mình sẽ bỏ cái vật phẩm này lên đây, đặng mình gỡ. Các anh em nhìn vào đây, các anh em không biết cái chỗ nào để gỡ cái quần đùi, gỡ làm sao mà gỡ được fan. Tại vì các anh em chưa xem cái clip mình, mà clip mình cũng chưa làm thì các anh em cũng chưa biết. Hiện tại thì clip mình đã làm thì các anh em nhìn vô sẽ biết. Các anh em thấy là cái chữ là thông tin socket bấm vào trong đây. Khi mà thông tin socket bấm vào trong đây, các anh em tích vào cái ô nào là mình sẽ gỡ cái ô nấy. Mình ví dụ mình sẽ tích cho anh em xem. Mình tích vào trong đây. Các anh em bấm ok. Khi mà ok xong nó sẽ ra cái màn hình như vậy, rồi các anh em phải kết hợp. Mình sẽ gỡ một viên socket ra cho anh em xem. Khi mà gỡ ra xong thì cái vật phẩm của mình nó sẽ tự xuống, và cái viên socket thì nó sẽ nằm ở đây, là cái viên mà mình mới gỡ ra đây. Và các anh em lần lượt như vậy, các anh em muốn gỡ tiếp thì các anh em nè, bấm như vậy đây, bấm lên, đó, mình sẽ gỡ tiếp cho anh em xem. Cũng lại trang vậy, nhấp vô chữ là thông tin socket nha, chứ đừng không các anh em kiếm là không biết, nó nằm đâu để gỡ anh em. Không biết thì bấm vô đây để cho biết nè. Và mình sẽ mở một cái slot thứ hai. Khi mở slot thứ hai thì chúng ta cũng vậy, cứ bấm ok, và nó không có tỷ lệ mắc đâu. Các anh em bấm mở là được, bấm khảm là được. Nó không có cái tỷ lệ là mắc, không có tỷ lệ là xịt. Quan trọng là các anh em phải có một cái phôi. Quan trọng các anh em phải có là những cái ngọc socket. Phôi là gì? Phôi là một cái cây công cụ như gì đây. Nó sẽ chứa cho mình là random từ 1 dòng cho tới là 3 dòng, cho tới 4 dòng, cho tới 5 dòng. Vì hiện tại bên mình đang tặng đồ có dòng socket. Anh em nào có muốn khảm thì nhớ là liên hệ bên mình, nhắc máy lên alo để ủng hộ bên mình nha anh em. Mở viên thứ hai xong thì mình sẽ mở một viên thứ ba, làm lợi nhất bá tam nhâm nhì ba cái mở cho anh em biết luôn nha. Cái thứ ba các anh em cũng bấm ok và bấm kết hợp là thành công. Và xem tới đây là các anh em kỳ thắc mắc, nói thằng này nó mở tùm lum tùm la hết mà nguyên liệu đâu nó mở, rất là dễ anh em. Và tới đây là các anh em đã biết rồi phải không, thì mình sẽ đi về luôn. Cái đó là cái mở cho anh em, và mình chia sẻ một cái nguyên liệu để cho các anh em mở. Nguyên liệu đó là gì? Nguyên liệu đó là những cái viên ngọc là Harmony và viên ngọc Guardian. Thì các anh em đi lại cô bé bán dạo cho mình. Lại tới đây anh em nhấp vào. Ở đây thì mình sẽ có bán hai loại tiền tệ, một cái là bằng gen, còn gọi là free, một cái là bằng đồng con. Các anh em nào mà có lúa thì các anh em có thể là mua cái viên bằng đồng con, còn các anh em không có lúa thì các anh em phải cài để kiếm ra được cái gen nhiều nhất cho mình một viên. Thì nếu mà bằng đồng con thì nó sẽ là 200 đồng con, nếu chế độ bằng gen thì nó sẽ là 500 mét. Thì các anh em có thể kiếm rất là dễ đây. Ví dụ các anh em có thể là kiếm một viên B, các anh em có thể cài, các anh em qua bên một cái server gen
Gen thì nó vừa ra B và vừa ra X luôn, thì các em bán một viên B thì đâu đó tương đương nó sẽ là 500. Và nhắc tới đây bên mình vẫn có là bán B bán S đã cho các em nâng cấp, các em kiếm gen, các em đập item đồ các kiểu luôn. Các em nhớ nha, đi lại đây là mua cho mình nè, hai viên này là tỷ lệ bằng gen nha, và hai viên đằng trước là tỷ lệ bằng đồng con. Thì như vậy anh em chúng ta đã có nguyên liệu xong xuôi hết rồi, đảo lại cái map y chang cũ hôm nãy và tiến hành chúng ta sẽ khảm vào. Khảm vào thì các em nhấp vào cái mục khảm vào cho mình nha. Đây khảm vào thì khảm vào chúng ta sẽ tốn là một cờ re và một trao. Cờ re thì hiện tại nó bán cực kỳ rẻ luôn anh em à. Ở đây là mình sẽ bỏ một cái cây vũ khí lên và mình sẽ bỏ một cái viên này lên đặng mình khảm nha. Như vậy là chúng ta đã khảm vô một vòng nữa nè. Mình sẽ khảm random nha. Tại vì ở đây là chúng ta có thể là khảm thí đại cũng được. Và nếu một khảm chuẩn á, thì phan chừng nữa anh em nào muốn khảm chuẩn á, mình sẽ cho một cái bảng là khảm cho nó ra bonus. Nhưng mà tùy con game nó mới ra bonus nha. Như ví dụ là con game Lock Container nó sẽ ra bonus, và cái con game là Devil Moon nó sẽ ra bonus. Còn cái con game này thích dòng nào cứ khảm dòng đó vô nha. Thì hiện tại mình sẽ khảm tiếp theo cho anh em xem. Cứ việc các anh em cứ việc bỏ phôi vô. Đây bỏ hai cái phôi, một bên là phôi còn một bên là một cái ngọc socket. Rồi các anh em bấm kết hợp. Rồi tiếp theo nha anh em. Và như vậy thì cái cây vũ khí của mình nó đã lắp đầy hết 5 lỗ y chang lại. Hôm nãy là mình đã tháo rồi, bây giờ mình đã khảm lại cho anh em. Thì nó cũng cực kỳ dễ thôi anh em. Chỉ việc là anh em, nếu mà anh em chịu cài thì anh em có thể là lên trên đây nè. Các anh em nhìn và tham khảo nha. Lên trên đây các anh em bấm vào trong phần linh tinh. Linh tinh trong đây thì người ta bán đồ nó cũng có rất nhiều. Ví dụ là bơi, ớt, cờ ra. Thì người ta sẽ bán đủ loại hết. Và đặc biệt người ta sẽ có bán những cái viên socket trên đây. Anh em có thể là mua trên đây. Ví dụ là những cái viên như gì đây, anh em có thể là mua những cái viên gác hay là những cái viên mà khảm chuẩn, anh em có thể là mua để khảm vào. Nếu mà không mua ở đây thì các anh em có thể là liên hệ bên mình, nếu mà mua với tỷ số nhiều thì các anh em sẽ được cái giá tốt. Đây thì các anh em có thể là mua những cái viên này rồi chúng ta mua cờ ghe. Các anh em thấy không, cờ ghe người ta chỉ bán chỉ có một đồng con thôi. Và nhắc tới đây thì mình cũng có bán đồng con cho anh em luôn nha. Đồng con ở đây thì anh em nào mua ít thì có ít, mua nhiều có nhiều, mua số lượng lớn vẫn có số lượng lớn để đáp ứng cho anh em luôn. Là mình bán là số lượng là không giới hạn nha anh em. Các anh em mua bao nhiêu cũng có, đồ lên bao nhiêu cũng có luôn. Quan trọng là các anh em có lên được hay không. Tại vì đồ mà nâng cấp càng cao là phí của anh em tốn lên càng cao. Vì càng lên cao là mình càng khỏe nha anh em. Và đây là một cái tác phẩm mà mình đã mới khảm xong, mới gỡ xong và mới làm cho anh em biết làm sao để khảm và làm sao để gỡ. Còn nếu mà các anh em muốn khảm chuẩn y chang mình như vậy nè, thì các anh em có thể là liên hệ bên mình sẽ khảm chuẩn cho anh em. Khảm chuẩn như ví dụ nè, gió, nước, nước nè, thì tất cả ở đây. Thì khảm ở đây, và mình nhắc lại cái bên đây khảm nó sẽ không có ra cái dòng bonus đâu. Một số phiên bản nó sẽ có bonus, còn một số phiên bản là không có bonus. Bonus là sao? Bonus là các anh em sẽ khảm theo cái chế độ của nó. Ở bên con game Devil Moon thì mình đã có nói rồi, như ví dụ là băng, sét, lửa thì nó sẽ cho ra thêm bao nhiêu điểm bonus. Ví dụ là vậy. Còn bên đây thì các anh em chỉ khảm theo thứ tự thôi. Một, nếu mà anh em nào không khảm được thì có thể là quăng cái set đồ qua bên mình khảm luôn. Và phí như ví dụ là phí cái này mình sẽ không tính cho anh em. Mình sẽ tính cái phôi thôi. Cái phôi như ví dụ là một phôi là 40k, 80k hay là 120k thì mình sẽ tính cái tiền phôi thôi. Còn cái tiền khảm này thì mình không tính cho anh em. Và mình xin nhắc lại là 20 giờ hoặc là 21 giờ mỗi đêm mình có like trên kênh TikTok. Cho nữa mình sẽ gắn một cái link TikTok ở ngay cái video này luôn để anh em có thể là vào trong TikTok xem để ủng hộ, để BK đá like rồi các kiểu. Hôm nay mình bị đá like BK cay lắm anh em. Lấy mấy con nhỏ đi farm cho anh em vui, kéo anh em vui mà bị mấy ông mà đá like á. Mà ông vô BK ầm ầm. Nếu mà mình lấy cái con khỏe vô thì mà ông trốn. Mình lấy cái con nhỏ vô thì mà ông ra BK. Cực kỳ cay cú. Anh em mà muốn có trường hợp như vậy á thì các anh em có thể là tham gia một cái like trên TikTok của mình để vô đá like BK với mình nha anh em. Mình á thì nói chung là gà nhất cái server này luôn. Đồ quá thì tò lô hết mà BK không lại một người tân thủ anh em à. Và mình xin nhắc lại đây là một cái phiên bản game chuẩn mobile. Các em có thể là chơi ở trên là Android, chơi trên iOS và đặc biệt có thể là chơi trên giả lập luôn. Giả lập bây giờ các em có thể là tải LD9. LD9 hiện giờ là nó đang có một cái là không kén game, game nào nó cũng tải, game nào nó cũng lót được hết. Và đây là một cái con game là Lock 2, LOK2, server là thằng ma, nằm trong cụm máy chủ là New Gold Bar Legend of Kingdom. Một server, một máy chủ huyền thoại. Máy chủ này thì nó đã cho ra ba cái server. Thứ nhất là
server hoàng gia, server thằng ma và server tam quốc. Mấy server đó mình đều có hỗ trợ hết, anh em thích server nào thì vào chơi trải nghiệm server đó, cứ alo 5 lần reset xong cứ alo bên mình là sẽ hỗ trợ cho anh em tốt tuần tột từ A tới Á luôn, không có ngại gì hết, chỉ ngại là anh em không biết để vào trong đây để cho mình hỗ trợ thôi. Và một cái video clip của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nhé.